Chào bạn, trong phần này mình sẽ đi vào nội dung về việc phân loại phương pháp xuất ký. Và trong phương pháp xuất ký đa động là các chất ở trạng thái khí hay lỏng, còn pha tĩnh thì có thể là các chất ở trạng thái lỏng hoặc rắn. Và dựa vào trạng thái tập hợp của pha động thì người ta có thể chia xuất ký thành hai nhóm lớn: xuất ký lỏng và xuất ký khí. Dựa vào cách tiến hành xét các khí khí thì người ta tiến hành chia xét khí khí thành các nhóm nhỏ: xét khí khí cổ và xét khí khí lớp mỏng. Đầu tiên là xét các khí khí cổ. Đây là cái phương pháp xét các khí đơn giản nhất và phổ biến nhất. Chất hấp phụ là pha tĩnh cùng các loại silica gel có cái kích thước khác nhau: pha thường và pha lỏng IMC, OS, Dianium. Xuất hấp phụ được nhồi vào cục. Cục có thể bằng thủy tinh hoặc là kim loại. Phổ biến nhất là cục thủy tinh. Và độ mịn của chất hấp phụ rất là quan trọng. Nó phản ánh cái số đĩa lý thuyết hay cái khả năng tách của chất hấp phụ. Kích thước của chất hấp phụ càng nhỏ thì số đĩa lý thuyết càng lớn và cái khả năng tách càng cao và ngược lại. Tuy nhiên thì nếu cái chất hấp phụ có kích thước hạt càng nhỏ thì tốc độ chảy càng giảm và có thể gây ra hiện tượng cắt cổ, dung môi không chảy được. Và khi đó thì người ta phải sử dụng áp suất với các áp suất trung bình MPC và áp suất cao HPLC. Ở trong xét khí cột thì tỷ lệ đường kính D so với chiều cao cột L rất là quan trọng, thì nó thể hiện khả năng tách của cột. Tỷ lệ L trên D thì phụ thuộc vào yêu cầu tách, tức là phụ thuộc vào hỗn hợp chất cụ thể. Và trong xét khí tỷ lệ giữa quãng đường đi của chất cần tách so với quãng đường đi của dung môi gọi là RS. Với mỗi một cái số chất là RS khác nhau thì khác nhau của RS này có thể là tách thành những chất có thể hỗn hợp. Về cái tỷ lệ chất so với tỷ lệ chất hấp phụ cũng rất là quan trọng, và tùy theo cái yêu cầu tách người ta có tỷ lệ tách khác nhau. Tách thô thì tỷ lệ này thấp, 1:5, 1:10. Tách tinh tỷ lệ này cao hơn và tùy thuộc vào hệ số tách, tức phụ thuộc vào cái sự khác nhau RS của các chất mà hệ số này trong khoảng từ 1:20 đến 1:20. Và trong xét khí cột thì việc đưa chất lên cột thì hết sức quan trọng, tùy thuộc vào cái lượng chất và cái tạo chất mà người ta có thể đưa chất lên cột bằng cái phương pháp khác nhau. Và nếu cái lượng chất nhiều và chạy thô thì phổ biến là tẩm chất silica gel rồi làm khô và tơi hoàn toàn đưa lên cột. Nếu tách tinh thì đưa trực tiếp chất lên cột bằng cách hòa tan chất bằng dung môi chạy cột với lượng tối thiểu. Xét khí cột thì được tiến hành với các cái chất hấp phụ là silica gel pha thường và pha đảo. Silica gel pha thường có cỡ hạt là 0,040 đến 0,063 mm. Silica gel pha lỏng OS hoặc là IMC 30 đến 50 micromet. Thank you.
Chết rồi, em chết rồi.
Thì đang 6 người thì được cái cá đã được. Tiếp theo là nội dung về sắc ký lớp mỏng. Sắc ký lớp mỏng thì thường được sử dụng để kiểm tra và mới cho sắc ký cột. Sắc ký lớp mỏng được tiến hành trên bản mỏng tránh sẵn silica gen đế nhôm hay là đế thủ tinh. Ngoài ra sắc ký lớp mỏng còn dùng để điều chế thu chất trực tiếp bằng việc sử dụng bản sắc ký lớp mỏng và điều chế bản lực trắng sẵn silica gel lưu hành hơn, có thể đưa lượng chất nhiều hơn lên bản, và sau khi chạy sắc ký thì người ta có thể tạo riêng phần silica gel có chứa chất cần tách rồi phải hấp phụ bằng dung môi thích hợp để thu được từng chất riêng biệt để có thể phát hiện chất trên bản mỏng bằng đèn tử ngoại bằng các cái chất hiện màu đặc trưng cho cái từng lớp chất hoặc là sử dụng dịch H2SO4 10%. Sắc ký lớp mỏng thì được thực hiện trên bản mỏng và trắng sẵn DC alufolin 60F2N4 phát hiện bằng đèn tử ngoại của hai cái bước sóng 254 nanomet và 368 nanomet, hoặc là dùng thuốc thử H2SO4 10% được phun đều lên bản mỏng sẽ phun đều hơn đó nó lên tiếp được đặc cùng cho khi hiện màu. Gì? Ok. Đợi tí nhá. Cấu trúc hóa học và các hợp chất hữu cơ được xác định
nhiều phương pháp phổi kết hợp và tùy thuộc vào cấu trúc học của từng chất mà người ta sử dụng phương pháp phổi cụ thể. Cấu trúc càng phức tạp thì yêu cầu phối hợp các cái phương pháp phổi càng cao, và trong một số trường hợp để xác định chính xác cấu trúc học của chất thì người ta phải dựa vào các cái phương pháp bổ sung khác như là chuyển hóa hóa học, các phương pháp xuất ký so sánh. Rồi bật lên. Kích vào trong cái đấy cho nó ổn lên. Kích vào trong cái ống, cái mùi buông ấy để cho nó bật lên. Đó, lại nấu, lại nấu. Vẫn dài cho mày. Vẫn đang mệt. Mày nhìn thấy không? Đúng rồi không? Đi ngay. Mỗi lần vào thấy cái sự này của bạn chúng ta lên. Đúng chưa? Đúng sao ba chưa? Thôi đây là bật cái lên xem nào, bật để cho nó to lên xem nào. Thế ai thằng cục vàng vào đấy á? Một thứ ba. Chính lại chỉ đấy. Không. Phương pháp đầu tiên là nó đang lấy mấy số không này, phương pháp chưa hết chỉ biết chúng ta xác định cấu trúc khoa học các hợp chất đầu tiên là phương pháp phổ hồng ngoại. Là phổ hồng ngoại được xây dựng dựa vào cái sự khác nhau về dao động của các liên kết trong phân tử hợp chất dưới sự kích thích của phổ hồng ngoại, và mỗi kiểu liên kết thì được đặc trưng tại một vùng dòng khác nhau. Do đó dựa vào phổ hồng ngoại thì ta có thể xác định được các nhóm chức đặc trưng trong hợp chất, ví dụ như là dao động hóa trị của OH tự do trong các nhóm hydroxyl là 30 đến 3450 cm, các nhóm carbonyl C bằng O trong khoảng thời gian từ 1700 đến 1750 cm mỗi chừng một. Cho cái lên 2, 3, 3, 5 đi. Ok, xem nó xem. Nó sẽ vậy đâu mà sao nó làm đấy chuẩn chưa? Dậy
Đó cái chỉ dạy. Anh câu trước. Anh câu trước. Ra đi. Mỗi lần vào được bật bật chưa điểm ra. Cái đó là sẽ hết lại cho. Em nửa một tí tóc sang kia rồi. Mày copy cái gì trong phim này chưa biết gì cho không? Chuyên để sao nó đi. Cái gì đấy? Có cái gì? Kệ nó. Giờ cốc sao kia, bây giờ mày nghĩ là cần cốc những gì ra? Không, không phải cốc mà ăn rồi. Cốc ra được. Hoặc lệnh ra ức. Enter.
cho đối tượng trước. Kéo xuống đáy luôn. Kéo xuống đáy luôn. Kéo xuống đáy một cái hình đấy. Enter đi, nó xong như thế nào? Thế là cả ngày hôm nay là tôi buổi luyện cái gì đúng không? Bài thuốc khi nào chờ nó. Mày thì tao còn lơ mơ lắm, mày chưa được vẽ được. Tao khẳng định mày nó lại. Tao không vẽ được cái gì mày. Mày đi hoa cao. Vẽ cái hình đơn giản này, cái gì mày đã lấy được chưa? Tìm mấy cái hình trên chú bạn có đơn giản đâu vẽ. Vẽ hình rồi đi. Lệnh này bây giờ này, bây giờ mình phải đưa các vẽ nào, nhưng mà mình xác định cần mình học luôn đấy, cái đấy là quan trọng chứ bây giờ ai đấy, cái đấy là lệnh của mình cãi đấy. Mày có thấy cái hình vuông hay là cái hình tròn nó có thích không? Thì bây giờ về cái hình vuông chúng tôi nó bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Thank you.
đường này thì nó như tao biết là cái đường chuẩn to nhất, cái đường chuẩn nhỏ bên trong ấy, thì trong đường nó sẽ nằm được nằm ở trên đâu? Ở giữa đây thì giữa nằm trong cái biết được này thì nhỏ cái trong đường tròn này. Cái điểm nghi ngờ là nó có kích thước chung là nó cái hình vuông là cái vẽ vuông. Ai thử xác định cái tâm hồn trong đó nó là một cái đường nào? Không gì hôm qua tôi đã hạnh phúc xung xung quay xung quanh tròn, quay xung quanh tròn, quay xung quanh tròn. Nhìn lên cái cảm nhận viên tìm kia nó tốt. Lệnh nó là gì? Thì chọn đi. Thường nhé, bây giờ đọc cả chút lại đây là không. Trước khi mà chọn lệnh, mình muốn dùng lệnh thì mình chọn đối tượng trước, được chưa? Mày chọn đối tượng đi đã, mày chọn lệnh chứ. Rồi, nó đã xác định mày rồi. Được chưa? Tiếp theo là cái phương pháp phổ khối lượng. Nguyên tắc của phương pháp phổ khối lượng là dựa vào sự phân mảnh ion của phân tử chất với sự bắn phá của trường ion bên ngoài phổ
MS còn cho các pick yêu mảnh khác, mà dựa vào đó người ta có thể xác định được cơ chế phân mảnh và dựng lại được cái cấu trúc hóa học của các hợp chất. Hiện nay thì có rất nhiều loại phải thử nghiệm như là những phương pháp chủ yếu sau của AMS dựa vào sự phân mảnh ion với tác dụng của chúng ion bắn phá năng lượng khác nhau, phổ biến là 70 eV. Theo là phổ SIMS cũng gọi là cái phổ cung ứng điện tử. Phổ này được thực hiện với cái năng lượng bắn phá rất là nhiều so với phổ AMS, do đó phổ nó thu được chủ yếu là các tích ion phân tử và các tích đặc trưng cho sự phá vỡ các liên kết có mức năng lượng thấp dễ bị phá vỡ. Tiếp theo là phổ FAB, Fast Atomic Mass Spectroscopy, là phổ bắn phá nguyên tử nhanh, sự bắn phá nguyên tử nhanh và năng lượng thấp, do đó phổ thu được cũng dễ thu được tích ion phân tử. Theo là phổ khối lượng phân giải cao, High Resolution Mass Spectroscopy, cho phép xác định tích ion phân tử hoặc là ion mảnh với độ chính xác cao. Ngoài ra hiện nay người ta còn là sử dụng kết hợp các xác ký kết hợp với khối phổ khác như là GCMS, xác ký khí khối phổ cho các chất dễ bay hơi như tinh dầu hay là CMS, xác ký lỏng khối phổ cho các hợp chất khác. Các cái phương pháp kết hợp này thì còn đặc biệt hiện hữu khi phân tích thành phần của hợp chất, nhất là phân tích thuốc trong ngành dược. Tiếp theo là phổ cộng hưởng từ hạt nhân nuclear magnetic resonance spectroscopy. Phổ cộng hưởng hạt nhân là một phương pháp phổ hiện đại và hữu hiệu với hiện nay với việc sử dụng sự kết hợp các cái kỹ thuật phổ NMR một chiều và hai chiều. Các nhà nghiên cứu có thể xác định chính xác cấu trúc của hợp chất, kể cả về cấu trúc hay lập thể của phân tử. Nguyên lý chung của các phương pháp phổ NMR, phổ proton và hydron là sự cộng hưởng khác nhau của các hạt nhân từ H và C với tác dụng của chiều ngoài. Sự cộng hưởng khác nhau này được biểu diễn bằng độ dịch chuyển hóa học channel shift. Ngoài ra là chung của phân tử còn
xác định dựa vào phóng ánh, tương tác và screen giữa các khách hàng và phân tử với nhau. Phổ HNMR để trong phổ sự dịch chuyển theo delta của các tiêu tông được xác định trong thang đo ppm từ 0 đến 14 ppm và tùy thuộc vào mức độ lai hóa của nguyên tử cũng như là đặc trưng riêng của từng phần. Dựa vào những đặc trưng của độ dịch chuyển học và công tác screen mà ta có thể xác định được cấu trúc học của hợp chất. Tiếp theo là phổ 13 NMR. Phổ này cho cái tín hiệu về phổ carbon. Mỗi nguyên tử carbon sẽ cộng hưởng ở một cái trường khác nhau và cho cái tín hiệu phổ khác nhau. Thang đo của phổ CNR là phổ CNR là cái giải đo rộng từ 0 đến 230 mm. Phổ DPT. Phổ này thì cho các cái tín hiệu phân loại các loại carbon khác nhau. Và trên phổ DPT, tín hiệu của carbon bậc 4 biến mất, tín hiệu của CH và CH3 nằm về một phía và của CH2 về một phía trên phổ DPT 135 độ. Trên phổ DPT 90 độ xuất hiện cái tín hiệu của CH. Tiếp theo là phổ 2D. Đây là các kỹ thuật phổ ba chiều cho phép xác định các cái tương tác của các hạt nhân từ phổ phân tử trong không gian hai chiều. Một số kỹ thuật chủ yếu thì cần sử dụng như sau: phổ HMQC, các tương tác trực tiếp HC được xác định nhờ các cái tương tác trên phổ này. Trên phổ một trục là phổ HNMR, còn trục kia là CNMR. Các tương tác HMQC nằm trên đỉnh các cái ô mong trên phổ. Phổ HMQC phổ này được biểu diễn các cái tương tác xa của HH, chủ yếu là các proton dính với các carbon kề nhau. Nhờ phổ này mà các cái thành phần của phân tử được nối ghép lại với nhau. Đấy, 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 đi. Mày thấy mình là mày thấy tao thấy mình cái mình là ra đi thi đúng không? Mày chắc không? Tôi cho mày phải sống rồi đấy. Sao? Phải sống rồi đấy. Đi cô sợ. Dùng đệm dưới. Tao bảo là cái này chỉ đâu có được đường dài chứ mà đâu có đường chéo mà khác. Đệm khác. Tao đường chéo ở dưới thì tao thứ hai như thế. Xong rồi chưa? Xong rồi mày đúng chưa? Cho mày đấy,
Bây giờ tao đẹp lắm, tao rất vui nữa. Mỗi góc của mình làm động quá. Về lên, lên thấy rõ hơn, nó để nhớ tao bảo mày đến những cái gì mày thử lại khác xem. Không được đấy, 120 được chưa? 120 có xuống được bao nhiêu? Đúng chưa? Bây giờ là một cái lệnh mới này. Tao được tao bảo mày là nếu mà cứ biết một cái gì để giải quyết thì nên xem nó có lệnh gì cắt đi thì mày cũng là sao. Mà đến giờ là tao bảo cái mẹ rồi. Thôi nó cũng không bảo là cứ ngủ lên rồi cũng biết cấp lại là đúng. Thì nên xem nó có lệnh như là nó sẽ đi ra. Mình học cái gì đi rồi. Mày học bài học cũng được, bây giờ học được. Thế học 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 thứ hai thì được biết được gì, là quan tâm đến môn học. Bây giờ vẽ đường tròn chưa, vẫn chắc chắn là phải dùng vậy. Và người ta thì còn sử dụng được tín hiệu của ứng NOE bằng bây giờ để xác định cái cấu trúc không gian của phân tử thì bằng cái việc đưa ra vào cái nội dung bằng hưởng phụ tôn xác định các cô đông bên phía về không gian cũng như là cùng nhau không gian sẽ cũng được mạnh hơn mà cho tín hiệu phổ cân đối mạnh hơn. Trên đây là toàn bộ nội dung mà mình chia sẻ với tất cả mọi người. Video đây là kết thúc rồi.